Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái phô mai rừng Ninh Thuận mới về ha các bạn ha. Cây Ninh Thuận nha các bạn. Phô này có hoành là hoành củ đế là nó 64, còn hoành thân là nó 50, hoành thân là 52 ha. Cây này cây ép đá nha các bạn. Bầu thì zin nhưng mà nó có một bên bầu thôi, còn bên đây là nó ép đá nè, cấn đá nè ha. Cây cấn đá nha, ép đá đây nè bạn, nên là nó sẽ không có bầu hết mà nó chỉ có bầu một bên thôi. Hoành ở dưới củ đế thì nó là 64, còn hoành thân là nó 52. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 2 triệu ha, bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Mai rừng Ninh Thuận ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 198 446 ha. Sắc Vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cái phôi gần xa. Chào và hẹn gặp lại các bạn.